các bạn. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chào tất cả các anh chị quay phim này. Ngồi đi em. Chào anh Nguyễn Linh. Rồi, chào em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Ngọc Toàn, năm nay em 35 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Hiện tại em đang làm trợ lý điều hành xe đầu kéo ở quận 2. Em ở quận mấy Toàn? Dạ, em ở quận Bình Tân. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, bây giờ mình để đàn gái giới thiệu. Mời em. Xin kính chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và xin chào anh trai kế bên ạ. Dạ, em tên là Đoàn Nguyên Bảo Anh, năm nay 33 tuổi ạ. Hiện giờ em đang làm thư ký dự án trong một công ty tư vấn về xây dựng ạ. Hiện em ở quận Tân Phú ạ. Hợp lý nha. Ở gần nhau. Cũng gần nhau luôn. Bên đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là vui vẻ, hay cười, nói chung luôn luôn thân thiện với mọi người. Rồi em cũng rất là cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Em cũng có biết nấu ăn chút đỉnh, tuy là không có biết cầu kỳ nhưng mà em có thể nấu ăn bình thường đó anh. Dạ, khuyết điểm của em hơi bị nhiều ạ. Thì chắc cũng vì em cẩn thận quá nên đôi lúc em làm mọi việc cũng hơi chậm chạp. Ăn chậm rồi rửa chén cũng chậm, tắm cũng chậm nữa. Khá khó tính. Không giữ với em cũng nhăn nhó khó chịu. Tối thức khuya sáng ngủ nướng khác giường thì thôi. Bữa nào đi làm thì em cố gắng hết sức mới dậy sớm được. Đó là ưu điểm và khuyết điểm của Bảo Anh. Vậy còn bên anh đàn trai thì sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết làm tóc, uống dũi. Cắt thì em bỏ lâu quá, em cắt làm đó. Tức là đó đi học á hả? Hồi đó đi học em cũng có làm ở trong công ty tóc. Là biết cắt nhuộm rồi là trong tầm tay rồi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình đầu tư mình học thêm make up rồi đi về mình trang điểm make up cho vợ mình luôn. Tiện, đi đâu đám cưới là có ông xã làm. Còn về khuyết điểm của em thì em thẳng thắn, dứt khoát, không biết thuốc, không biết uống cà phê. Hai cái đó đâu phải là khuyết điểm, là ưu điểm đó. Xưa em cũng có quen bạn gái mà chơi em không biết hút thuốc. Trời đất ơi, bạn gái nào kỳ vậy? Trời ơi. Rồi sau đó về có tập hút thuốc không? Dạ không. Em có mấy mối tình Toàn? Dạ nếu mà mối tình thì cũng khá nhiều nhưng mà không có được lâu với anh. Khá nhiều là mấy mối? Cũng trên chục. Cũng trên chục. Hả? Trời ơi. Mối cái tình gì? Trên chục. Dạ anh. Hả? Sao tới chục người mà vẫn chưa tìm được cái mối tình cho mình nha? Em nhanh phát hiện được cái bí mật của người ta quá. Ban đầu yêu thì vô tình trong những dịp đi đám cưới, sinh nhật hoặc là đi lang thang trên mạng á, vô tình người ta nhảy vô người ta kết bạn với. Trời đất ơi, yêu đám giỗ, đám cưới, tôi nôi sinh nhật, yêu trên mạng. Em nghĩ là người đó là còn độc thân nhưng mà sau tìm hiểu trong tầng thì phát hiện ra đó có người thì đang có người yêu, cũng có người thì cũng có gia đình rồi. Đó mà chưa dứt khoát cho nên thôi. Em không có tiếng. Bây giờ mình yêu 10 mối tình rồi đúng không? Dạ. Vậy mình nhớ tên hết không? Cũng nhớ được những người gần gần nhưng mà không có suy nghĩ nhiều về những người. Em đọc sơ sơ coi mấy sơ sơ, em nhớ coi Lan, mấy Huệ, Hồng rồi Tiên, Thi. Rồi tên Luna. Bé có bắt đầu tên Trang có không? Cũng có không? Ngọc có không? Ngọc có. Thư có. Thư có chưa? Thư cũng có rồi. Trời ơi. Ây cha. Rồi nhớ tên bạn gái bên này không? Bảo Anh. Hay quá. Nhưng mà tức là mối tình á mà anh lâu nhất á đối với anh là bao nhiêu lâu? Một tháng. Lâu ghê. Còn mấy mối tình kia không tới 1 tháng không hả? Chừng 1-2 tuần anh, tại vì bạn của em rồi người nhà rồi em cũng phát hiện những cái mà bí mật của họ đó. Mà em cũng không hiểu thì nếu như mà người ta chưa có người yêu thì người ta nói là chưa có người yêu đi. Mà người ta vẫn nói là chưa có người yêu. Mà trong khi đó người ta đang có người yêu rồi cũng hẹn hò cũng ra bình thường. Thôi được rồi, coi như là 10 mối tình đã qua. Nó mọc như nấm và nó cũng chết như rạ luôn. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất thì thời điểm năm cuối sinh viên đại học. Dạ mối tình thứ hai của em là em cũng quen bạn học. Thì người này em quen được khoảng hơn 2 năm. Thời gian đầu thì cũng tốt. Nhưng mà sau đó anh ấy thất nghiệp. Cũng cố gắng, cũng giúp đỡ tìm việc làm cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy lại anh không cố gắng á. Là cứ để trôi vậy hoài. Em
nói hoài mà cũng không được. Rồi cái cuối cùng anh nói là anh không xứng đáng với em, rồi cũng chia tay em. Em có một nguyên tắc là sau khi chia tay cũng phải 1 năm sau em mới quen người mới. Người thứ ba thì quen trong vòng 1 năm thôi ạ. Anh này thì cũng tốt, điều kiện đều tốt, nhưng mà sao ảnh lại chê em là khó, hay so đo, ganh tị. Nhưng mà em thấy ảnh cứ giấu giếm, cái gì cũng giấu em. Lén đi du lịch, đi Vũng Tàu về cũng giấu, không nói em biết. Nhưng mà ví dụ ảnh lén là anh đi Vũng Tàu hay anh đi chơi đó, là anh em có biết là anh đi với ai không? Em cũng không biết luôn, hình như là cũng có khi đồng nghiệp hay là bạn bè gì em không biết. Nhưng mà lại thấy là rất nhiều chuyện giấu giếm, không có muốn nói cho em biết gì hết á. Kiểu không chịu chia sẻ. Ba mối tình hết 6 năm rồi, trong đây chục mối, hai người này trải nghiệm tình yêu hơi nhiều đó. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì về mặt ngoại hình á, tại em chân ngắn mà, nên em muốn tìm người cao cao một chút để cải thiện đời con cháu. Ít nhất cũng phải cao 1m68 trở lên anh. Đạt rồi đó em. Chính xác. Với lại em thích người có sống mũi cao, biết quan tâm tới cảm xúc của bạn nữ đó anh. Hiền lành chút xíu, giúp đỡ được việc nhà nữa càng tốt ạ. Rồi, bây giờ nói như thế thì em có được bao nhiêu phần trăm đáp ứng nhu cầu bên kia? Tầm khoảng 6-70% thôi. 6-70% hả? Sống mũi cao là chắc em không có đi phẫu thuật được rồi. Không, mũi em cũng hơi cao cao. Hơi cao không ạ? Ừ, cao hơn cái miệng chút xíu. Dạ. Cái mũi nào mà không cao hơn cái miệng? Ông Mai này thiệt. Đó, chào giờ gặp gái. Nhà gái. Dạ, cỡ anh Quyền Linh là được rồi ạ. Mũi cao không? Dạ, có sống mũi cao. Mới sửa. Em có hay ghen không? Dạ có, ghen dữ lắm rồi. Tức là em không thích cái thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Có em gái vậy không? Dạ không anh ơi, giờ em đi ra đường em sợ gái lắm. Em đâu dám tới hỏi đâu. Ví dụ nhìn thấy người ta cũng có tia mình rồi đó, nhưng mà cũng không dám tới nói chuyện. Trời ơi. Rồi bây giờ em ghét nhất gì ở người đàn ông? Dạ em ghét nhất là tính lăng nhăng đó anh. Lăng nhăng? Thời buổi này đâu có bắt cá hai tay được. Nó hốt nguyên rọ, đục có chơi một đục luôn chứ đâu có cần bắt hai tay. Dạ. Nói vậy thôi chứ em nhìn là em thấy thể hiểu anh bên đây. Thật sự anh cũng hiền lắm. Em thấy anh toàn là bị người ta bội bạc không à. Công nhận đàn gái xinh. Đó, cảm ơn anh. Xinh đàn gái xinh. Bảo anh có ghét đàn ông nhậu nhẹt rồi vậy không? Nhậu chút chút vì công việc thì được chị. Rồi. Em có nhậu không? Dạ, nhậu thì thỉnh thoảng khi mà đi với sếp thì em có nhậu thôi. Cũng không có thường xuyên. Dạ. Mình nhậu mình uống được nhiêu chai? Dạ, nhậu thì khi nào sếp về thì em về. Chắc cái xa. Gì? Vậy sếp anh uống được nhiêu chai? Dạ thì lúc vui thì sếp uống được 2 thùng, lúc buồn lúc buồn thì sếp uống từng thùng mà về thôi. Bây giờ tính luôn tới thùng chứ không có tính chai nữa. Được. Nhậu nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe đi, bữa giờ không kiểm tra sức khỏe gì hết. Thì em có thể là em nhất anh Linh bỏ anh dài cũng dễ dàng. Wow, vỗ tay cho anh làm này mọi người. Được không em? Được. Anh mà rớt xuống là anh mệt lắm. Em bảo đảm không nha? Dạ, xưa giờ chưa bao giờ có vụ này nha. Đừng có vụ. Ngồi đây nha được bà. Được không? Được, em bảo đảm được. Anh à, vì tương lai của Bảo Anh và anh phải cố gắng rồi. Vì hạnh phúc của Bảo Anh. Anh đành chấp nhận. Anh nhấc lên thiệt luôn á hả? Dạ được. Nhấc anh Linh lên phải không? Dạ. Rồi. Từ. Một anh làm gì xa vậy? Trời ơi. Cầu bình an. Chắc là nâng tạ cho dễ hay anh? Hay là anh muốn nhấc lên? Chơi đi sợ. Rồi nhấc anh Linh đi. Nào. Nâng tạ giờ xưa rồi. Phải thế chứ. Trời phải thế. Trời. Anh có võ, mình có võ không? Công nhận anh nặng thiệt. Anh Linh. Công nhận anh nặng thiệt. Anh Linh ơi. Anh có sao không anh Linh? Không rồi luôn. Anh có sao không anh Linh? Bảo anh ơi. Ơi em xin lỗi anh. Anh phải thả lỏng ra chứ tự nhiên anh tập trung anh run quá là em nâng được. Tôi xuống rồi mà. Rồi có sao không? Đừng lấy tôi ra làm đạo cụ. Thôi ráng đi hết số này em cho đi chụp hình. Hoặc gì để đẹp mà. Nè anh. Rồi anh bước ra đây anh. Được nhiêu cái nè, mệt quá. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi anh đừng bỏ, anh bỏ xuống đi. Được. Em biết rồi. Về cái phần sức khỏe là yên tâm nha. Dạ. Anh Quyền Linh mà giác lên một cái 1
té một cái bịch. Yên tâm. Em cảm ơn sự hy sinh anh dũng của anh Quyền Linh. Đau lòng. Nãy không đem tạ sớm đi. Chắc là nâng tạ cho dễ hả anh? Hay là anh muốn nhấc lên? Chơi chơi đi, sợ thôi, nhấc anh Linh đi. Phải là... Sợ ổn chứ anh? Không sao. Chỉ thoát gì địa điểm sơ sơ thôi. Rồi, thôi được rồi. Rất nhiều. À, bảo anh hôm nay bảo anh đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và các bạn bè thân thiết của em. À, rồi, dạ. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Năm Thư. Dạ, chào cô. Chào quý vị khán giả trong phòng này. Tôi là mẹ của Bảo Anh. Trước hết là tôi xin cảm ơn chương trình đã quan tâm tới cái nỗi buồn của những người mẹ như tôi. Buồn vì con lớn tuổi mà chưa có đôi có cặp. Trai và bạn trai bên này thì hiền lành, cũng thật thà, rồi không hút thuốc, rất thích là điều đó. Còn cái nhậu nhiều thì khắc phục một chút. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Toàn đi với ai Toàn? Dạ em mới đi với chị Hai. Anh chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, dạ. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay, chào em gái. Dạ, chị là chị của Toàn. Toàn nói là Toàn có nhiều mối tình nhưng mà thiệt sự là em chưa bao giờ thấy Toàn dẫn bạn gái về hoặc là giới thiệu, chỉ có một hai lần thôi. Vì em có treo sẵn rồi, em nói làm gì thì làm, tới 2019 thôi là hết hạn tiền quà cưới của em. Nếu mà quá 2019 là cái phần quà cưới đó sẽ sung vào công quỹ. Về cái bạn gái thì chị nhận xét em là người dễ thương. Tính cách như thế nào thì chị không có rõ, nhưng mà chị đẩy thuyền đó. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ hai bên gia đình đã có ý kiến rồi. Mình mở rào để xem coi hợp lý hay không. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Toàn. Chào em. Chào anh. Anh có quà tặng em. Em cảm ơn anh, em cũng có quà gửi anh. Rồi, cảm ơn em không anh. Dạ. Em thấy anh sao? Thế nào? Khoan cho em hỏi trước một câu nha. Anh nói anh biết võ, rồi anh cũng sức khỏe. Vậy anh có bao giờ đánh phụ nữ không vậy? Em không có chấp nhận đàn ông đánh phụ nữ nha. Nếu như mà tình huống vô tình á, thì có thể là trúng, chứ còn mà cố ý thì không có. Vô tình trúng mà. Vô tình, ví dụ như là cái đám đông như đang nãy rộn 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 á. Vô tình như nãy đó. Không phải, ví dụ như trong trường hợp mà đám đông mà lộn xộn đánh nhau á, thì mình cản ở đó mà người khác vô tình tới từ đằng sau tới đó, thì mình quay qua phản xạ thì mình đánh dạ, nhầm thôi. Không, ý em hỏi là giả dụ như anh giận quá thì anh như thế nào? Nếu mà giận quá đánh ngay cả người trong nhà đi nữa, nếu mà có một cái sự bất đồng nào đó thì anh đi ra chỗ khác. Vậy ha? Không tranh cãi rồi. Dạ, vậy tốt. Em nghe nói anh không hút thuốc lá em cũng thấy được lắm rồi ạ. Dạ. Anh có yêu cầu gì quá khắt khe đối với bạn gái hay với vợ mình không ạ? Thì anh chỉ mong muốn tìm được bạn gái dịu dàng. Bạn gái không nên hút thuốc. Giới tính bạn gái phải rõ ràng. Em thẳng, em gái thẳng hoàn toàn. Chứ đó giờ gặp giới tính không rõ cũng ràng có, cũng có bạn gái là giới tính không rõ ràng. Vậy rồi đó, nghĩa là vẫn quen với mình nhưng mà vẫn quen với một bạn nữ. Một dạng thôi Toàn, đừng kể chuyện tình yêu của em, nó phức tạp với Toàn. Dạ không, anh yên tâm, em mê trai nổi tiếng. Gặp anh thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy anh có vẻ đẹp trai hơn những gì em tưởng tượng. Không, khỏe mạnh, thích thể thao là rất tốt ạ. Không, em khỏe, cao. Khỏe lắm đâu. Không sao đâu anh. Anh ẩm em chắc nổi đúng không? Nổi. Đừng, sức đừng, đúng đừng không? Thử liền, tôi không tin, chị. tôi không tin. Sai lầm. Nó có một số điểm hồi nãy là thất bại là cái sàn này nó trơn. Tại... Không, học được giải thích cho em đừng. Em báo giá luôn, em có 44kg à. Đừng lên. Giải thích khi hậu quả nó xảy ra. Không, anh Linh nặng, anh hiểu không? Đó, còn Bảo Anh có tí xíu à. Sao bé nổi không? Nổi. Đứng yên nha. Người ta mặc váy đó nha, cẩn thận nha. Xin phép cô với nếu em anh có thể bế em lên được không? Đừng có như tôi nha. Trời ơi, đó nhẹ nhàng như cung đàn luôn thấy không? Rồi qua bế lên gái nữa được. Mà ẩm con gái khác, ẩm con trai khác. Đúng rồi anh ơi. Anh thấy em ngoại hình là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu như mà bấm nút sau buổi này á, mình anh có thể hẹn hò với em á, là ngày nào em muốn gặp anh á, thì cũng được. Bất cứ ngày nào trong tuần. Là một tuần anh chỉ được nghỉ có một ngày thôi.
Ủa anh làm việc tới mấy giờ? Không lẽ làm xuyên đêm? Cái tổ chức công việc của anh á thì làm với tài xế cho nên anh ở lại đó luôn. Tại vì về nếu mà về nhà thì từ quận 2 về Bình Tân thì xa. Là 12 giờ đêm anh mới về hả? Thì cái khoảng thời gian 11 đến 12 giờ anh mới xong việc. Bạn gái lên thăm chỗ làm thăm được không? Được, bất cứ nào. Đó. Tại vì cái thời gian nhàn rỗi anh cũng có nhiều. Thì chỉ có mình có túc trực ở đó để mình xử lý công việc cho tài xế thôi. Dạ thôi cũng không sao, nếu mà anh toàn tâm toàn ý với mình em thì chuyện gì cũng có thể em cũng có thể rồi, tiếp xem xét giờ lại cưới được. Nhau là làm gì nữa? Em phải thể giữ là 70% để anh còn 30% để anh. Là 37 phải không anh? Dạ cũng được, em thấy cũng hợp lý. Em phải nói những cái gì tận đáy lòng của em suy nghĩ về cô gái đối diện. Suy nghĩ của em thì về bạn gái thì rất là hiền. Cảm có cái sự chân thành trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Em không muốn là bạn ấy bấm nút. Hát bài gì đó tặng bạn ấy coi gây cảm tình. Vậy em hát ca trù thử nha. Hát ca trù. Mày lạ ta. Mênh mênh mang mang phù văn yên tử. Vì vì vù vù chúc lòng thiên tử. Thôn thực nói lòng ai kẻ tình si. Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng. Bước lên đỉnh núi cao thấy đất trời ba thước. Bước xuống đây thung sâu ta ngắm con sông dài. Vào rừng trúc mai tháng nghe con sáo sầu. Ta muốn hỏi một câu bao giờ thôi ta vỡ. Bao giờ hết ta vương. Thôi xin hát. Ta gặp người yêu ta hát bài nào cho nó tươi sáng rồi lên. Cái gì đâu mà ca trù nó xuống lúc vét luôn vậy đó. Tại vì em thấy những cái đập trước mà em coi em thấy nhiều khi mình hát nó sẽ bị đụng bài cho nên. Trời ơi, đụng bài lạ thiệt. Dạ. Bây giờ để tay nút bấm đi. Khi bấm nút là phải trách nhiệm với nút bấm đó. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Quá. Wow. Chị ơi, cho của chuẩn bị khen nha chị. Rồi bây giờ nắm tay nhau được rồi đó. Xin phép đi. Xin phép cô cho Hùng Bảo Anh. Đó cô gật đầu luôn rồi đó. Làm luôn. Em cho anh Hùng nha. Dạ lẹ đi anh. Anh làm em hồi hộp quá. Lẹ lẹ đi. Từ từ bình tĩnh. Trời ơi. Ơi. Một cái Hùng rất to rất kêu từ trước tới giờ của bạn muốn hẹn hò. Ừ, nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè. Có phải đến từ Quảng Ninh không nhở? Em đến từ Hà Tây chị ạ. Thế à, rồi. Nghĩa giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi, công việc, quê quán hiện tại của em nhá. Em thì sinh mùng 6 tháng 10 năm 1992. Tên đời đầy đủ của em là cái gì nhỉ? Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội. Em là cái gì nghĩa nhở? Đào Mạnh Nghĩa chị ạ. Đào Mạnh Nghĩa. Dạ. Nghĩa sinh năm 1992 đúng không? Dạ. Rồi, đang làm công việc gì? Em đang kinh doanh quán nhậu, kinh doanh nhỏ ở thành phố Biên Hòa chị ạ. À, đang kinh doanh quán nhậu là quán nhậu của em luôn hả? Dạ. Nhỏ là nhỏ cỡ nào, bao nhiêu bàn? Dạ, cũng tầm khoảng 5-70 bàn gì đó chị ạ. Trời ơi, 5-70 bàn là quán nhậu nhỏ. 5-7-10 bàn ấy. À, rồi 5-7-10 bàn, tức là maximum là 10 bàn, đúng không? Dạ. Rồi đến lâu chưa Nghĩa? Em vào từ năm 2017 chị ạ. Rồi em vào đây có ai không? Em có một bà chị gái. Dạ, chị gái rùa chị ạ. Rồi kinh doanh thì doanh thu hàng tháng ấy ổn không Nghĩa?
cũng tùy gì ạ, tháng thì cũng được khoảng 10 15 triệu, có tháng được khoảng 20 triệu gì ạ. Đấy, đây là trừ hết rồi là doanh thu thu nhập trung bình đấy đúng không? Dạ. Vậy ở dưới bên ngoài là có nhà cửa đất đai gì chưa? Quá đấy em vẫn thuê chị ạ. Ý là mình đã mua đất mua đai gì ở dưới bên ngoài chưa nhỉ? Dạ em chưa chị ạ. Rồi mình kinh doanh quán nhậu là chuyên, có chuyên về món nào không hay là tất cả các món? Em chuyên về vịt gà nướng và cả các đồ nướng chị ạ. Hèn chi là đặt cái nickname là nghĩa vịt đấy đúng không? Dạ đúng rồi đấy. Quê em là vịt Vân Đình đấy. À quê vịt Vân Đình đúng không? Đúng rồi đấy. Trong này mình cũng mang vịt Vân Đình vào đây để mình ấy hả? Dạ. Và vận chuyển vịt từ ngoài Ứng Hòa vào đây. Đâu lấy trong này chứ chỉ mang gia vị vào thôi, mang theo cái nguồn gọi là bí kíp vào thôi. Bí kíp đúng không? Dạ. Chuyên vịt cỏ Vân Đình đấy đúng không? Đúng rồi chị ạ. Rồi em có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Em thì nếu mà có điểm mạnh thì em chẳng có, chỉ gọi là điểm yếu thì mình hay là ít nói thôi chị ạ. Nên điểm mạnh chẳng có, thế em kinh doanh thì ai là người đầu bếp? Em có một mình ạ. Như thế là điểm mạnh của em rồi còn gì nữa? À, như thế là gọi là điểm mạnh là nấu ăn nha chị. Đúng rồi, nấu ăn này một mình điều hành quản lý này đúng không? Thế thì không biết thì đâm ra bây giờ là vẫn ế đấy chị. Em có mấy nhân viên, có nhân viên chạy bàn không? Trước thì em có thuê hai người mà giờ đang xuống, em cũng làm một mình à. Có một mình làm kịp không? Vẫn kịp chị ạ, nhiều khi có bà bác ở bên hàng xóm và phụ hộ. Rồi, còn chị gái trong này làm gì nào? Và chị em thì bán tạp hóa thôi. Có hát hò thì được không Nghĩa? Nếu đi hát có ok, có phần hình thì hát được chị ạ, còn hát bình thường, hát chay thì khó nghe lắm. Thôi hát chị một đoạn hát chay chị nghe thử nó khó nghe cỡ nào nè. Khó nghe lắm chị ạ. Mới cả không không thuộc đoạn nào ấy. Không thuộc đoạn nào hả? Dạ. Rồi. Thế thì đã qua trải qua mấy mối tình rồi. Em thì có một vợ một con rồi, nhưng mà em đi hôn được mấy năm rồi. 3 năm rồi. Là, hôn... là vào đây mới ly hôn hả? Dạ. Và em ly hôn từ 2019 rồi. Tại sao lại ly hôn vậy em? Mấy con em mấy tuổi rồi? Con em được 4 tuổi chị ạ. Lý do ly hôn là gì này? Chắc do mình nghèo quá thì vợ đi làm công ty đi theo thằng khác chị ạ. Là vợ cũng vào bên Hòa với em thôi đi làm công ty. Đâu, vào đây được tháng hơn tháng thì bắt đầu là về là ly hôn rồi chị ạ. Rồi mới vào có hơn tháng thôi đã quen được người khác rồi hả? Vợ em lấy nhau được có 5 rưỡi à? Thì em cưới xong là em mới vào đây đúng không? Đúng rồi. Em mà cưới em cưới 2018 thì 2019 thì ly hôn. Rồi em vào đây 2017 xong rồi vào đây em mới cưới vợ. Thì là 2017 em có vào được hơn gần 15 thì em được ra. Là vợ cùng quê hả? Vợ em ở Lạng Sơn chị ạ. Rồi bây giờ con ai nuôi, con trai hay con gái? Con trai em nuôi chị ạ. À, vợ bỏ đi là bỏ đi một mạch luôn. Dạ. Là để con lại cho em nuôi chứ không phải là ra tòa hòa giải hay cái gì hết. Đâu ra tòa thì họ không nhận nuôi mà. Thì đó, ý là ra tòa cái là đi luôn không có nhận nuôi con đó. Đúng rồi. Rồi giờ có về thăm con không? Em thì 15 khi về lần, 2 lần chị ạ. À con là gửi ra nội hả? Con, bố mẹ em nuôi ở quê. À, dạ. Ok. Vậy từ lúc ly hôn đến nay có tìm hiểu ai khác không? Em chưa chị ạ, bận làm quán suốt, ngày ngày nào cũng đi chơi đâu. Rồi giờ ví dụ như có bạn gái rồi có thời gian để hẹn hò không? Mà bận như vậy thì có thời gian hẹn hò không? Nếu mà ở khu bên Biên Hòa chắc được đấy chị ạ. Thì tiền theo cô nào nó càng càng giản dị thì càng tốt chị ạ. Rồi càng giản dị thì cỡ nào này? Nói cho chị nghe cái mẫu người xem nào. Cứ giản dị chân quê mộc mạc như còn nông thôn ấy chị ạ. Rồi về ngoại hình thì sao, tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì cả chân nhau 1-2 tuổi hoặc là
hơn kém nhau 1 tuổi cũng chẳng quan trọng chị ạ. Lớn hơn em 2-3 tuổi được không? Được chị ạ. Rồi ly hôn nuôi con giống em được không? Cũng được mà chị, sao đâu, con họ cũng là con mình sao đâu mà. Con nào mà chẳng là trời trời cho. Nhưng mà em có định đón con em vào đây nuôi không? Dạ. Em có định đón con vào đây nuôi không? Chắc không chị ạ. Bố mẹ em bỏ đón vào mà bố mẹ em không cho vào. Tức là nhà em là chỉ có 2 chị em thôi à? Nhà em 3 chị em. Nhà em là con út hả? Dạ. À, nên là cháu con em là cháu đích tôn đấy, đúng không? Đúng rồi đấy chị ạ. Ừ, nên là ông bà cưng, ông bà không muốn cho đi. Ta đang ở cùng ông bà từ nhỏ, đi vợ em đi từ lúc con mới được có 9 tháng à. Vậy hả? Dạ, nó bé à, xong là từ đi ông bà nuôi, ông bà quấn nó cũng bảo là cho vào đây học mà ông bà không có cho à. Nhưng mà từ lúc mà ly hôn thế này thì vợ em có thăm con hay là có liên lạc gì không? Trước thì Lâm nó về lần, mà bây giờ mấy năm nay không thấy nó về chị. Rồi, giờ quê quán các bạn gái thì em không muốn ở đâu? Em thì em muốn ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì càng tốt chị ạ. Tại vì sau này vẫn chỉ hướng về quê mà. Chị ở trong miền Tây thì xa xôi quá, mà sau này lại khổ. Nếu mà không may lên duyên đấy thì lại khổ cho cả hai chị ạ. Không may lên duyên. Thế miền Tây nó xa chị, mỗi lần đi về đi xa xôi cách trở ra. Rồi. Rồi về công việc của bạn gái em có yêu cầu gì không? Em chẳng yêu cầu gì nhiều đâu chị ạ. Thì làm lương tầm chỉ tầm làm được lương tầm khoảng 4-5 triệu là được rồi chị ạ. Nó công việc là được đúng không? Dạ. Ok. Rồi nếu mà có được đi ghi hình tìm được người phù hợp á thì mang quà lên tặng bạn gái con vịt quay được không? Như thế thì ngại quá chị ạ. Thả tặng cái gì thì mang vịt quay đến đấy thì sợ mỡ quá. Không, không có gì hết á, mình mang mình thấm cho nó dầu mỡ lên coi như tay nghề của mình, thể hiện cái tay nghề của mình chứ có gì đâu. Thôi chị ạ, ngại lắm, tính em nhút nhát từ xưa đến giờ lên thấy ngại lắm, bao nhiêu người nhìn xấu hổ chết. Không có ai nhìn, thay vì mình phải đi mua món quà mấy trăm nghìn, mình mang cây nhà lá vườn mình đi, mình vừa thể hiện được cái công việc của mình vừa cho bạn gái thấy là ở anh như này này, anh đơn giản như này này, thế có cái gì đâu. Vậy à? Dạ. Đúng không? Ví dụ như bây giờ nha, em mua một cái món quà, một cái hộp sô-cô-la hay cái gì đấy nó cũng là mấy trăm ngàn rồi, đúng không? Dạ. Tự dưng mà về chưa chắc người ta đã sử dụng. Mà em vẫn thấy ngại chị. Không ngại đâu, không có gì đâu, bao nhiêu người ta mang lên rồi có sao đâu nha. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn Nghĩa nhiều, có gì chương trình sẽ liên hệ với em. Dạ, có lịch của bạn gái phù hợp nha. Dạ, dạ, em chào chị ạ. Ừ, chị chào em. Dạ. Nha, anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ha. Vâng, em chào chương trình ạ. Dạ. Vâng, em tên là Đinh Danh Trường, em sinh ngày 17 tháng 11 năm 1987. Em quê ở Ninh Bình, hiện tại em đang ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Ở Hà Nội rồi. Công việc của mình là lái xe như thế nào? Em cụ thể. Làm buôn bán kinh doanh ạ, em làm bên buôn bán hoa lan. À, buôn bán hoa lan. Thế vậy anh đang đi đâu ấy? Cái công việc của anh có phải di chuyển thường xuyên không? Em nói chung là buôn bán ấy, công việc kinh doanh buôn bán thì nói chung là đi nhiều. Em đang đi công việc. Rồi. Anh thường là một con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Em thì em ly hôn một lần. Con gái 9 tuổi ở với mẹ. Rồi. Con gái ở với mẹ rồi. Mình sống với nhau bao nhiêu lâu mà tại sao ly hôn? Bọn em cưới nhau từ 2013 thì ly hôn tháng 4/2021. Nói chung là sống lâu mà. Vâng. Để tan vỡ thì nó cũng có nhiều lý do lắm, nhưng mà nói chung là đại loại là
không cùng quan điểm. Nhưng mà mình sống với nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ anh bảo không cùng quan điểm thì bây giờ phải là không cùng quan điểm gì? Đó, để mà mình để bọn em tìm cho anh những cái người mà nó cùng quan điểm hơn ấy, hiểu không? À mình cũng không có điều kiện gì gọi là đâu, nó thật đơn giản thôi. Vâng, nhưng mà cái lý do mà chị ly hôn của mình là gì? À ly hôn á, lý do á? Nói chung là vợ chồng bất điểm, đóng quan điểm này làm ăn buôn bán nó không được giống ý nhau. Vì ngày trước mình làm bên tập đoàn Than Khoáng Sản miền Bắc, mình làm 11 năm. Là mình nghỉ thì vợ không đồng ý. Nói chung là để mình chuyển sang làm lan đột biến đấy. Rồi. Ok, em cảm ơn anh. Bây giờ ấy, thì hiện tại là con gái 9 tuổi này đang ở với mẹ đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh vẫn có trách nhiệm liên lạc thường xuyên với cháu chứ ạ? À? À đúng rồi, mình cuối tuần là mình đón. Cuối tuần là đón con về chơi. Ờ, mình đón con về chơi. Rồi, ok. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào nhỉ? À mình thì cũng không đòi hỏi gì cao lắm đâu, nói chung là tìm một người nó đồng cảm được với mình thôi. Ngoại hình về ngoại hình của bạn đó thì anh mong muốn là như thế nào, chiều cao bạn đó ra sao, mặt mũi bạn đó như thế nào? À nói chung là cũng xấu quá, nói chung là gọi là nhìn được rồi. Nhìn được chiều cao? Cao thì cái tầm 1,5 mét trở lên là ok rồi. Vị trí vùng miền và bạn đó làm công việc gì thì hợp lý? À thì ở miền Bắc đi. Ở miền Bắc. Vâng. Công việc gì anh? Công việc thì kinh doanh buôn bán thì càng tốt, không thì nói chung là công việc không quan trọng, kể cả đi làm thuê cũng được, chả sao cả. Làm thuê cũng được rồi, miễn là đi làm ha. Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ có cái người mà cùng cảnh ngộ ấy, cũng là đổ vỡ xong cũng có con y chang như mình ấy, thì mình có về góp gạo thổi cơm chung được không? Được, được bạn ạ. Tuổi tác thì anh muốn mong muốn như nào? Tuổi à, tuổi... Kém tuổi hay lớn hơn hay bằng tuổi? Kém hơn đi mà kể cả là hơn 1-2 tuổi cũng được, chả sao cả. Rồi, ok. Bây giờ chương trình là quay ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nếu mà tìm được cái người phù hợp ấy thì anh có thể sắp xếp công việc để vào bay vào một chuyến được không? Được rồi. Bạn ơi, cứ bay vào đấy trước. Dạ rồi, ok, em cảm ơn anh Thường nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen đã ha. Nếu mà anh được chọn cho vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập liên hệ trực tiếp với mình nhé. Ok bạn. Giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ha. Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Tên là Lưu Văn Thọ, sinh ngày 19 tháng 9 1991, quê Nghệ An. Lưu Văn Thọ 1991 Nghệ An. Đúng rồi. Rồi bây giờ hiện tại anh Thọ đang làm công việc gì? Em đang phục vụ trong dầu khí ở Vũng Tàu ấy. À, đang công tác dầu khí ở Vũng Tàu. Dạ. Anh có thể chia sẻ chút xíu cụ thể hơn cho em mà anh sẽ làm về cái mảng nào không? Em làm bên dịch vụ dầu khí. Làm bên là bên buôn bán hay sao? Không, dịch vụ phục vụ cho dầu khí, cho giàn khoan này. À, phục vụ cho giàn khoan rồi. Dạ. Vậy là một gia đình là mọi người vẫn đang ở Nghệ An hay là như thế nào? Có hai chị ở Vũng Tàu với lại gia đình ở Nghệ An. Có chị ở Vũng Tàu ạ. Dạ. Rồi, anh Thọ là con người như nào, có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh thì... Em thì mỗi cái một ít thôi, không có điểm mạnh. Có chơi thể thao không? Dạ, em có anh, chơi thể thao, thích chơi thể thao.
Thế chơi môn gì anh? Em đá bóng với lại tập thể hình. Rồi. Anh là cao mét mấy anh Thọ hay? Cao 1m68. Rồi, ok. Rồi, thế bây giờ cái điểm nào là điểm yếu mà mình cảm thấy mình chưa được trong công việc đó, là như là trong chuyện tình cảm? Em điểm yếu thì chỉ có chắc ít nói. Ít nói bây giờ. Ít quan tâm đến người khác. Rồi, ít nói, ít quan tâm đến người khác. Rồi. Rồi. Tình trường của mình như nào ạ? Tình trường thì em có một mối tình mà cùng chia tay cùng lâu rồi. Tổng 5-6 năm. Chia tay 5-6 năm. Thế sau khi chia tay mối tình đấy thì cũng có đi tìm hiểu nhiều người không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng không 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 đi được đến đâu. Anh cảm thấy là lý do là sao? Chắc mình là người hơi khó gần, ít nói nên khó gần. Ít nói khó gần. Rồi. Cái mối tình mà chia tay cách đây 5-6 năm ấy là anh yêu cái chị đấy là khoảng bao nhiêu lâu? Khoảng 1 năm rưỡi. Quen vậy cũng dài dài mà tại sao lại chia tay ha? Vì có nhìn nhiều cái nó không nhiều điểm nó không được chung là cũng cảm ví thấy dụ, không hợp. Ví dụ cụ thể. Ví dụ thì nhiều khi cái chỗ em thì lúc trước thì em muốn về quê nhưng mà bạn đó thì lại không không thích về ấy. À, bạn đó cũng đang ở trong Bà Rịa luôn. Bạn đó ở, lúc trước ở Đồng Nai. À, đó. Bạn đó không muốn về quê. Bạn đó cũng là người Nghệ An. Về Trung, Quảng Bình. Không muốn về quê. Không cùng quan điểm cái đó, thế nên là ai là người chủ động chia tay? Bạn đó chủ động chia tay. Rồi. Ok, bây giờ anh mong muốn tìm được một người bạn gái như thế nào? Nói về ngoại hình, tính cách, tất cả mọi thứ. Ngoại hình thì bình thường là được, còn tính cách thì cũng bình thường thôi, không hiền lành là được anh. Bình thường. Cần phải... Rồi. Vị trí vùng miền thế thì cùng quê được thì càng tốt, còn không thì em muốn quen bạn ở miền Trung. Tuổi tác sao ạ? Tuổi tác thì không đặt thành vấn đề anh. Có thí dụ bây giờ bạn gái mà có từng đổ vỡ trong hôn nhân có chấp nhận không? Không được anh, em thì vấn đề đó em thì không quan trọng vấn đề đó. Có con có được không? Cũng được. Rồi, ok, em cảm ơn anh Thọ nhá. Thì ngày hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên, nếu mà anh được chọn vào vòng ghi hình nhé thì sẽ có biên tập làm việc nội dung kỹ hơn với anh nhá. Xong rồi mời anh lên thành phố Hồ Chí Minh ghi hình. Chào anh.